Dạ thưa đạo tràng, có nghe là con không ạ? Dạ, sa thú. Vikalpo chana we chamani sika padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nachangita vaditavisu karasanamala gantham vidhe panatharanam mandana vipu usanathana meramani sikha badang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nachagitawaditavisu kadasana malagan tawile panatha janamandana vipsanathana vechamani sikapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha Sayana Maha Sayana Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucchasana Mahasayana Vechamani Sikapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang athang gassamana gatang puthapanyatang uposathang itmancharatin itmanchadivasang samadeva abhichakitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikhabani uposasi varasena iman jarapten iman chidivasang sukang katawa apamadena. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chăng nên với vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Sila na suga tanh danh ti, sila na phu ga sam ba da, sila ni mi pu tanh danh ti, ta sma người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh thành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành,
quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, đừng sợ hành hội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Bà bà tu sắp mà mang cái lăng rạc khăn tu sắp bà đê quà tăng sắp bà bùa đà nụ phá quê nà sà đà sò thi phong quanh trư trê. Bà bà tu sắp mà mang cái lăng rạc khăn tu sắp bà đê quà tăng sắp bà đà mà nụ phá quê nà sà đà sò thi phong quanh trư trê. Bà bà tu sắp mà mang cái lăng rạc khăn tu sắp bà đê quà tăng sắp bà sàng khá nụ phá quê nà sà đà sò thi phong quanh trư trê. Phu hàng có đến thì cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai lành thai. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức, và kính cảm ơn Sis Phong Lan. Và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Hôm nay Dược Quỳnh không có mặt, tôi Khê Ma sẽ điền khuyết cho cái phần của Nhật Quỳnh. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Tham Ma trên vào tối mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ tối, từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 7 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là giáo trình trường Bộ Kinh Niya Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dự việc. Bài 34, Kinh Thập Thượng Chánh Niệm và Tỉnh Giác. Hai pháp có nhiều tác dụng sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng dạy. Bây giờ thì con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, thưa sao ạ? Con không hiểu là... Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu. Bài kinh này là bài kinh thập thượng học hai pháp cần được tu tập, tức là chỉ và quán, chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác. Và vị giảng sĩ hôm nay sẽ là Thượng Tọa Pháp Đăng vì ngày thứ tư, chứ không phải là Thượng Tọa Tuệ Quyền vì hôm nay là không phải thứ ba. Như vậy thì chút xíu nữa, nếu mà sư cô đọc bài thì làm sao mà đọc cho đúng được. Bây giờ thì chúng tôi xin dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ tư, chúng ta sẽ được nghe bài thuyết giảng của Thượng Tọa Pháp Đăng
giảng về bài học trong kinh thập thường. Hai pháp cần được tu tập đó là chỉ và quán. Khi nói đến thiền định trong Phật giáo thì có hai là samatha là thiền chỉ và vipassana là thiền quán. Ở trong thường thì ở trong kinh đó, khi mà Đức Phật ngài mô tả về cái quy trình tu tập giác ngộ của một vị tỳ kheo thì ngài thường đề cập đến chỉ và quán song tu. Nhưng ở đây, ở trong cái bài kinh được trích dẫn cho ngày hôm nay, để chúng ta sẽ nghe đọc, thì ở đây Đức Phật ngài có chỉ cho cái cách nếu một người có chỉ mà không có quán phải làm như thế nào, có quán mà không có chỉ phải làm như thế nào, không chỉ không quán thì phải làm như thế nào, và vừa có chỉ vừa có quán phải làm như thế nào. Đó là ý nghĩa rất là đặc biệt ở trong cái bài kinh này, và bài kinh này sẽ giải thích cho cái đề tài ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời cô Khema đọc cho chánh kinh hôm nay, và sau đó xin cung tỉnh thượng tọa Phật Đăng giảng giải bài học Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Con xin sám hối tại vì cái chánh kinh của con nó còn ngày cũ. Bây giờ thì theo lời của hôm nay thì Nhật Quỳnh không có vô diễn đàn được. Theo lời yêu cầu của La Gia Nguyệt đó thì nhờ Đại Đức Nguyên Thông đọc chánh kinh dùm, không hiểu là Đại Đức Nguyên Thông có đọc được không. Xin Đại Đức Nguyên Thông chát lên trên màn hình dùm. Như vậy là Đại Đức Nguyên Thông đọc phần chánh kinh dùm ha. Rồi kính thỉnh bàn tay của Đại Đức Nguyên Thông và đọc thì xin mời Đại Đức Nguyên Thông cầm mic giùm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay room của chúng ta chỉ có mic thì con sẽ tràn được như vậy. Xin cô Phong Lan post bài lên dừng. Bài kinh hôm nay là kinh thập thượng Đa Xuất Ta Rá Xuất Ta Chỉ và Quán. Hai pháp cần được tu tập. Có hai pháp có nhiều tác dụng. Có hai phần tu tập. Có hai pháp cần phản tri. Hai pháp cần phải đoạn trừ. Có hai pháp chịu phần tai hại. Có hai pháp đưa đến thù thắng. Có hai pháp rất khó thể nhập. Có hai pháp cần được xác định. Có hai pháp cần được tán tri. Có hai pháp cần được tác chứng. Thế nào là hai pháp cần phải tu tập? Chỉ và quán. Đó là hai pháp cần phải tu tập. Bài kinh đây trích từ Tăng Chi Bộ chương 4 pháp đề cập chỉ bán. Có bốn hạng người này, này các tỳ kheo có mặt hiện hữu ở đời, cái nào là bốn? Ở đây này các tỳ kheo có hạng người được nội tâm chỉ, không được tăng thủy pháp quán,
Ở đây là các tỳ kheo có người người được ăn thượng vị pháp bánh nhưng không được nổi tâm chỉ. Ở đây này theo có hạng người không được nổi tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp ấn. Ở đây này theo có hạng người nổi tâm chỉ cũng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây này các tỳ kheo hạng người này được nổi tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. Sau khi người ấy an trú nổi tâm chỉ, chú tâm thực hành tăng thượng tuệ pháp quán, người ấy sau một thời gian được nội tâm chỉ và được tăng thượng tuệ pháp quán. Tại đây này các tỳ kheo hạng người này được tăng thượng tuệ pháp quán, không được nội tâm chỉ. Sau khi người ấy an trú trên tăng thượng tuệ pháp quán, chú tâm thực hành nội tâm chỉ, người ấy sau một thời gian được tăng thượng tuệ pháp quán và được nội tâm chỉ. Ở đây tại đấy này các tỳ kheo hạng người này không được nội tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán, người ấy này các tỳ kheo để chứng đắc các thiện pháp ấy cần phải thực hiện tăng thượng ý muốn, tinh tấn cố gắng nỗ lực, tâm không thối chuyển, chánh niệm tỉnh giác. Ví như này các tỳ kheo khi khăn bị cháy hay đầu bị cháy và để dập tắt khăn và đầu cần phải thực hiện tăng thượng ý muốn, tinh tấn cố gắng nỗ lực, tâm không thối chuyển, chánh niệm tỉnh giác. Cũng vậy này các tỳ kheo, người ấy để chứng đắc các thiền pháp ấy cần phải thực hiện tăng thượng ý muốn, tinh tấn cố gắng nỗ lực, tâm không thối chuyển, chánh niệm tỉnh giác. Sau một thời gian vị ấy thành người có được nội tâm chỉ và tăng thượng tuệ pháp quán. Tại đấy này các tỳ kheo hạng người này có được nội tâm chỉ, có được tăng thượng tuệ pháp quán, người ấy này các tỳ kheo sau khi an trú trong các thiện pháp ấy cần phải chú tâm tu tập hơn nữa để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tỳ kheo, bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và xin cảm ơn Phụng Lan đã post bài rất đúng thời, đúng lúc, rõ ràng. Con xin trao mang lại cho Sư Phụ Pháp Đăng và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Alo. Alo, dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính anh lễ Đức Tam Bảo. Kính anh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Lễ Đức Nguyên Thông, Thượng Tọa Minh Hạnh, Lễ Đức Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bài cô tu nữ, thân chào Phật tử. Thì chúng ta thấy rằng bữa hôm nay chúng ta học hai pháp chỉ và quán. Hai pháp cần được tu tập. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật, vị thiên nhân chi đạo sư, ngài thành tựu được lục thông hay là thành tựu được đạo quả, thần thông và thắng trí. Rồi ngài dạy chúng ta cái phương pháp để tu tập mà thành tựu được hai cái năng lực là thần thông và đoạn trừ lậu hoặc. Mình gọi là lậu tịnh thông. Và muốn đạt được hai cái điều này, hay là chúng ta thấy Đức Phật ngài nói về khổ và diệt khổ. Thì khổ là cái khổ luân hồi, diệt khổ là cái sự diệt luân hồi. Và nếu mà muốn diệt luân hồi qua hai cái giai đoạn, một là tạm thời đè nén những cái sự đau khổ do cái nhiệt não mang lại, đó là chứng những cái thiền chỉ. Để đè được năm cái triền cái do cái năm cái thiền chi mang lại, như là chi hỷ đè được cái sân độc cái, chi lạc đè được cái trạo hối cái, chi tầm đè được khôn trầm thì biên cái, và chi tứ đập đè được cái hoài nghi cái, chi lạc, chi định đè được cái tham dục cái. Và một người mà không có bị những cái ngũ trần dục lạc làm cho đau khổ đó, thường thường chúng ta biết rằng vị tỳ khưu mà sống ở trong rừng núi, sống ở dưới cội cây, sống ngôi nhà trống, hay là chúng ta thấy bài kinh sợ hãi và khiếp đảm đó, thì Đức Phật thì cũng nói rằng một cái người mà có nội tâm an tịnh thì có thể sống trong rừng núi được.
Nhưng mà nếu một người mà không có nội tâm an tịnh đó, thì những cái sự sợ hãi sẽ phát sinh với người đó. Thì cũng như vậy, Đức Phật ngày dạy các cái đệ tử của Đức Phật là những vị mà chúng ta biết rằng các vị đã có nhiều cái duyên lành ở trong quá khứ, đã từng tu tập mà đề chỉ và từng tu tập về quán. Ví dụ chúng ta thấy Vua Bút Cú Sa Tý, Ba Hy Giá, Kumara Kassapa hoặc là Đao Phụ Thủ Nanh Đồng là những đệ tử của Đức Phật Kassapa, đã từng tu tập và tinh tấn nỗ lực trong cái thời kỳ đó. Và đến cái thời kỳ Đức Phật Gotama, thì trong bảy vị tỳ khưu á, cũng có những vị tỳ khưu trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa đã viên tịch Niết Bàn. Có những vị tỳ khưu đã đắc đạo quả A-na-hàm do cái năng lực sanh về cõi Phạm Thiên. Và chúng ta cũng thấy rằng còn lại những cái vị tỳ khưu đã nỗ lực tu tập ở trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Và đến thời kỳ Đức Phật Gotama đó, thì chúng ta thấy như là ông Bút Cú Sa Tý, đức vua mà nghe có Đức Phật xuất hiện, đã từ bỏ một vị đế vương, đã từ bỏ cung vàng điện ngọc để đi xuất gia thành tựu Phật tổ. Và vua Bút Cú Sa Tý được người bạn là một đức vua thông báo như vậy, thì vua tự mình cạo tóc, từ bỏ cung vàng điện ngọc, tự mình dấn thân đi tìm Đức Phật. Và vua với cái nỗ lực đó, với cái thiện duyên đó, vua cũng đã đạt được những cái năng lực thiền định. Và trong văn nhà lò gốm đó, thì quý vị thấy vua Tỷ Bút Cú Sa Tý đã ngồi thiền sau cái thời thiền đó, với cái tâm tình chỉ Đức Phật đã thuyết giảng. Và vua sĩ Bút Cú Sa Tý đã đắc đạo quả A-na-hàm, và muốn xuất gia với Đức Phật đi tìm y, đã bị con vợ xoa nhập vào con bọ mộng hút chết. Đạo sĩ Bút Cú Sa Tý lúc bấy giờ mà chưa có được xuất gia với Đức Phật Gotama. Hay là chúng ta thấy Ba Hy Giá cũng vậy, là một vị mà nghe Đức Phật ngày thuyết giảng tóm tắt về mắt, tai, mũi, miệng. Mắt chỉ là cảnh sắc, thấy chỉ là thấy thôi, tai, mũi, miệng, tâm, và đắc đạo quả với cái đệ nhất về cái tuệ mau lẹ, có nghĩa là tốc trí, nghe đắc đạo quả rất là mau. Như vậy thì Đức Phật á, ngài là bậc thiên nhiên nhân chi đạo sư, ngài giúp cho những người đã từng tu tập để chứng đắc được đạo quả, hay là ngài dạy cái phương pháp tu tập để chúng ta có thể gặp Đức Phật Maitreya trong cái thời sau này, và chúng ta đạt được những cái năng lực nội tâm là chỉ, và cái năng lực tề quán để chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Chính vì hai cái điểm này đó, thì ở trong cái bài học hôm nay chúng ta học về hai pháp có nhiều tác dụng, đó là hai pháp cần tu tập, đó là chỉ và quán. Như vậy chỉ là cái phương pháp tu tập, mà ở đây thì chúng ta hiểu những cái đề mục là tu tập từ cái cận định cho đến kiên cố định, đó là 40 đề mục thiền chỉ. Ở trong đó có 10 đề mục bất tịnh, 10 đề mục tử thi, hoặc là 10 đề mục hoàn tịnh, hoặc là đề mục tứ vô lượng tâm, hoặc là đề mục 32 thể trược, hoặc là 10 đề mục tùy niệm, hoặc là đề mục tứ đại, đề mục hơi thở. Những cái đề mục này đó được Đức Phật ngày giảng dạy, có những cái đề mục đó nó đem chúng ta tới cận định, nhưng mà cũng có những cái đề mục mà mang cho chúng ta đến đến kiên cố định, như là 10 đề mục hoàn tịnh, như là đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng ánh sáng hư không. Chúng ta làm những cái án xứ này để tu tập đó, nhìn vào sau khi đi khất thực ăn xong đó, thì tìm một gốc cây với cái đề mục đó, chúng ta nhìn vào cái đề mục đó, từ cái sơ tướng á, nó sẽ đến cái tợ tướng, đến cái quan tướng. Sơ tướng là tướng chuẩn bị, hay là cái tướng đề mục. Chúng ta có thể làm một cái đề mục bằng đất hơn một gang tay chúng ta đó, hơn một gang tay. Ở trên đó chúng ta làm các loại màu cũng được, màu vàng cũng được, màu xanh cũng được, hoặc là màu trắng cũng được. Chúng ta nhìn vào đó, chúng ta niệm,
Nếu mà chúng ta niệm làm một cái an xứ bằng đất thì chúng ta bắt tha quy đất đất như vậy, cho đến khi mà cái tâm chúng ta đó do cái sự tinh tấn nỗ lực, do cái sự tinh cần nỗ lực tu tập đó, không có bỏ phí cái thời gian sáng trưa chiều tối, bất luận lúc nào chúng ta cũng tu tập cái đề mục đó, với cái năng lực tu tập chuyên trì tinh tấn như vậy đó, sẽ đạt được cái nội tâm tịnh chỉ. Nội tâm tịnh chỉ thì chúng ta biết rằng chúng ta trải qua những cái giai đoạn, những cái giai đoạn đó thì thường thường chúng ta biết rằng cái tâm thiện hợp trí đó, nó làm việc Pavana đó, thì chúng ta có thể tu tiến thiền chỉ bằng cái tâm thiện hợp trí, hoặc là chúng ta tu tập thiền quán bằng cái tâm thiện hợp trí. Và cái tâm thiện hợp trí đó được nói đến là một cái người trong quá khứ đã từng có tu tập, đã từng tục sinh làm người tam nhân, thích tu tập thiền chỉ hay là thích tu tập thiền quán. Thì chúng ta thấy như là những người cư sĩ của Đức Phật thôi, chúng ta thấy như mẹ của Na Cú Lá được Đức Phật ngày khen là một người nữ cư sĩ rất là thích thú trong vấn đề tu tập và chỉ quán. Nên lúc mà cha của Na Cú Lá có nói, có lo sợ, thì mẹ của Na Cú Lá có nói với cha của Na Cú Lá, nếu mà ông không tin thì hãy đi hỏi Đức Phật. Một cái người mà phụ nữ đó, mà siêng năng tu tập, chỉ siêng năng tụ tập quán đó, đó ông sẽ biết Đức Phật ngày trả lời. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì không phải là chỉ những vị xuất gia, mà những người cư sĩ chúng ta thấy như là Mã Lao Bà, Mã Đề Thôn, khi mà thấy được các cái vị tỳ cư đi tìm trú xứ để an cư cấm túc mùa mưa, và bà đã hỏi và bà biết được chư tăng tìm cái trú xứ để tu tập, bà phát tâm cúng dường một cái vùng đất và làm cái chỗ để chư tăng có an cư cấm túc và có cái chỗ trú ngụ để thọ dụng, để lo lắng cho nhau trong lúc bệnh hoạn. Và chư tỳ khu vào buổi sáng khi ăn rồi đó, thì chư tỳ khu đã tìm mỗi người một gốc cây để ngồi với cái đề mục mình tu tập. Và chư tăng lúc bấy giờ đã dạy cho Mã Lao Bà ở Mã Đề Thôn cái đề mục mà bà đã tu tập đắc được ngũ thiền, có cái tha tâm thông. Và khi mà bà có tha tâm thông thì bà quán xét coi các vị tỳ khưu có đắc cái gì không, thì bà thấy hiện tại thì không đắc, nhưng mà sẽ đắc quả A-la-hán. Nếu mà chư tỳ khưu được bậc thực tốt, trú xứ thì cái trú xứ của bà đã tốt rồi, chư tăng đó, có cái vật thực tốt nữa thì chư tăng sẽ đắc được đạo quả do cái năng lực tu tập của chư tăng. Thường thường chúng ta biết rằng một cái người đắc đạo quả đó, ngoài cái trú xứ tốt, chúng ta còn cái vật thực tốt. Cái vật thực tốt đó, là cái vật thực mà có thể làm cho chúng ta ăn vật thực đó, nó ít sanh ra những cái biến chứng. Bởi thường thường quý vị biết rằng con người chúng ta dùng vật thực đó, chúng tôi nói cho quý vị nghe, khi mà một người bệnh viêm son đó quý vị, nếu mà chúng ta bị dị ứng á, mà chúng ta ăn cà rốt đó, nó nhảy mũi rất là kinh khủng quý vị. Chúng tôi nói quý vị đó, có một thời, có một lúc chúng tôi bị bệnh viêm son đó, mà chúng tôi ăn cà rốt vô là chỉ cần ăn xong bữa ăn thôi là chúng tôi nhảy mũi và nước mũi nó chảy kinh khủng lắm quý vị, thì cái củ cà rốt đó. Và quý vị biết rằng khi một người mà muốn tu tập đó, mà chúng ta có cái trú xứ tốt và chúng ta có cái vật thực tốt, rồi cái thời tiết đó cũng tốt nữa. Quý vị biết rằng nếu mà mình ở một cái chỗ tu đó mà cái thời tiết đó nó có thể làm cho mình không tốt là gì? Ví dụ chúng ta biết rằng cái thân chúng ta đó, nó có cái cảnh xúc, nếu mà lạnh quá đó, mà cái không khí lạnh nó thổi vào cái thân chúng ta đó, thì thân chúng ta sẽ có thân thức thọ khổ, vì lạnh quá đó nó sẽ là cái khổ thọ quý vị. Nên lúc bấy giờ cái tâm chúng ta đó, cái tâm thân thức nó sanh lên hoài,
mình rất là khó để mà định tâm được quý vị. Còn nếu mà chúng ta ở một chỗ nóng quá đó, chúng ta ngồi đó nóng làm cho thân chúng ta chảy mồ hôi hoài đó, thì cái thân thức nó cũng sanh khởi. Bởi chúng ta biết rằng một cái người mà muốn đạt được cái định đó, mà chúng ta tu đó, chúng ta phải có cái tâm ý thức nhiều. Chúng ta nhìn vào cái đề mục từ cái sơ tướng đến tợ tướng đó, từ cái tợ tướng đến quan tướng đó. Thì khi mà chúng ta tu tập cũng vậy, khi mà một cái người mà chúng ta nghe nhiều cái câu chuyện những vị tỳ khưu á bị bức nóng bức vì cái sự nóng bức của mặt trời đó, cái sự nóng bức của mùa hè đó. Nhưng mà khi mà trời bắt đầu mưa đó, cái không khí do cái không khí lạnh nó đem tới đó, thì vị tỳ khưu đó đang ngồi quán như vậy đó, thì ngay lúc bấy giờ vị đó đắc đạo quả A La Hán luôn quý vị. Thành ra nhiều khi chúng ta tu thì tu như vậy, nhưng mà lúc nào đó mà chúng ta gọi là năm quyền nó quân bình đó, nó không lấn lướt lẫn nhau. Bởi vì thường quý vị biết rằng chúng ta có lúc thì chúng ta cố gắng tinh tấn, nhưng mà tấn quyền mạnh quá đó, định quyền không có theo kịp quý vị. Có lúc tính quyền của chúng ta mạnh quá thì tuệ quyền nó không theo kịp, hoặc là lúc tuệ quyền mạnh quá tính quyền nó cũng không không có đồng nhất. Bởi chúng ta thấy rằng trong bộ Bát Thí Samvida Mắt Gá có nói đó, một cái người mà tu đắc được chỉ hay là đắc được quán đó, thì ít nhất năm quyền đó nó phải có cái sự quân bình lẫn nhau, có nghĩa là nó không lấn lướt lẫn nhau. Giống như một cái xe ngựa mà có song mã, hai con ngựa nó đồng hành đó, thì hai con ngựa đó nó phải đồng hành với nhau thì chiếc xe nó không có bị nghiêng, nó không bị nghiêng qua một bên. Thì cái người đó khi mà tu tâm và tuệ nó cũng vậy, như vậy